Xin chào các bác nhé, chào mừng các bác đã trở lại với kênh của anh Vinh Target. Trước tiên thì rất cảm ơn các bác đã quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em là Vinh, chuyên về kính mút nhẫn mật lửa, đồ cổ, đồ xưa, đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm. Các bác nào mà chưa kênh của em, các bác thể nút đăng ký màu đỏ bên góc phản hình bên dưới, và các bác ấn nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi em lên video thì các bác sẽ được cập nhật video mới nhất, nhanh nhất và thường xuyên của em. Để tránh mất thời gian thì là em sẽ lên luôn phiên ngày hôm nay. Phiên ngày nay thì em có một cái kính Amor cầu to, cầu đều, cầu béo. Đây là con Amor của em nhé. Amor con này là size 145, size khá to. Thì con này thì của nó là bản trơn, bản đều, size to, cầu đều, cầu béo. Mỗi một phiên kính thì em có cái phần giới thiệu từ bên ngoài trước và quay tổng thể, quay ngang, quay dọc, quay trên, quay dưới, xuôi ngược, ngoái cổ, lắc đầu để các bác biết rằng là đeo nó không bị lệch, không bị rơi sâu. Một số bác lớn tuổi cũng hay thắc mắc vấn đề đó, và mỗi một phiên em sẽ chứng minh luôn cái điều các bác nói là bị lệch rồi, bị rồi bị lệch rồi, là bị nghiêng rồi, bị nó đi vào ổ gà, nó không không chặt thế nọ thế kia đấy. Nhưng tất cả những cái đấy thì là em sẽ tiếp nhận ý kiến của bác và em sẽ chứng minh cho bác là những câu nói đấy là hơi bị thừa và ngược lại. Bởi vì khi em đeo đây nha, là in trên mặt luôn này, nó đỗ trên mặt mà khi chạm tay vào và luôn luôn có phần ngoái cổ lắc đầu để chứng minh lại cái phần đấy. Đấy, các bác có thể thấy được không? Rất là kỹ càng, rất là tỉ mỉ, rất là chỉn chu. Con này thì nó size nó cũng khá to, 145, cầu to, cầu rộng, cầu béo, bản to, bản rộng, thì rất thích hợp với các bác nào mà tay to mặt lớn, cao to. Cái dòng Amor này thì rất nhiều bác thắc mắc bảo là anh muốn cái thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị đều được hết, hoặc là một số bác thích mắt màu xanh, rau muống, xanh nhạt, xanh đậm thì đều được, vì mắt này là mắt treo. Thì khi mình bỏ cái mắt đi và mình thay vào một cái mắt treo theo đúng ý thích, sở thích của mình đấy nhá, đấy là em muốn nói với các bác như thế. Đấy, phần chuôi thì nó hơi ngả vàng. Bây giờ phần bên trong nhá, ở bên trong thì ở giữa nó có chữ Amor và cái chuyện vương hai bên. Đó là cái biểu hiện và cái chuyện đóng cũ ngày xưa của Pháp, nên giai đoạn một thập niên kính ngày đầu bao giờ họ cũng làm rất là cẩn thận bằng thủ công và như thế ở gầm cầu giữa này. Các bác nào mà xem trên video cảm thấy nó mờ, nó không rõ ràng, yêu cầu em chụp ảnh gửi trực tiếp qua Zalo và kèm 30-40 kiểu ảnh kèm theo một video ngoài trời để phản ánh đúng chân tình chân thực nhất của cái kính đó. Đấy, cầu giữa đây. Các bác nhìn thấy không? Đây, tiếp theo càng phải nhá. Càng phải nó có chữ Amor, Marie France.
cái càng phải nhá. Cầu giữa này. Đây là size 145, size to bản lớn nha. Cầu to, cầu đều, cầu béo nhé. Vâng, về giá cái này thì có giá là 6 triệu 700 nghìn. Kính còn rất là mới, rất là đẹp này. À, các bác nào Hà Nội có thể qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, số điện thoại là 091 6566 826, cũng là số điện thoại Zalo của em. À, các bác Hà tỉnh ở xa cũng hết sức yên tâm rằng các bác sẽ được gửi bằng những đường bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp ví em gửi phương tiện đó, và thời gian gửi là từ 1 đến 2 ngày. À, nếu có thể là chậm hơn thì là 3-4 ngày, là do cái thời điểm là thiên tai bão rồi là dịch bệnh thì nó sẽ chậm hơn khoảng thời gian đó thôi. Thì bình thường em chỉ gửi 1 đến 2 ngày đến nơi. Và hình thức bán hàng thì là em sẽ là từ 7 giờ sáng cho đến 23 giờ, có nghĩa từ 7 giờ sáng đến 1 giờ đêm, tất cả các ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ, ngày Tết. À, còn về hình thức mua bán thì là bác là chuyển khoản em bao ship, bác nào mà chọn hình thức ship put cũng là giao hàng rồi thu tiền đấy thì vui lòng đặt cọc 100k. À, mỗi một phiên thì là em có lên một cây kính, hoặc là tùy theo phiên, có phiên lên 2 cây, 3 cây, 4 cây, tùy. Thì phiên này em chỉ lên 1 cây, và em cũng nói rõ về cái tình trạng kính kính thì nguyên zin toàn bộ, độ mới thì đến 95-96%. Còn các bác nào thắc mắc cái lăn tăn băn khoăn nếu như đó thì có thể nhấc máy alo em bất kể giờ giấc, lúc nào cũng được. À, về cái thời gian mở cửa hàng là như thế, còn các bác là trước khi đến xem, đến giao lưu thì các bác vui lòng gọi điện thoại trước, tránh tình trạng các bác đến đột xuất để em hay đi vắng, vì là em đi giao lưu đồ cổ xưa với các bác ở khu vực nước, cũng như là em đi công tác tỉnh và những công việc hành chính của em nữa. Nhưng các bác đến điện trước thì em luôn sắp xếp và dành thời gian tối đa để nghênh tiếp vào các bác từ xa. Em sẽ đón ngay từ đầu ngõ nhà em. Đấy, đó là cái giá trị mà em muốn nói với các bác là như thế. Về giá cái này là 6 triệu 700 nghìn nhá. Chuẩn giá nhá. Không fix đâu nhá. Vâng. Tùy từng cây, riêng cái này là em bán là rất là chuẩn giá rồi, vì cái phiên bản rất là to và rộng và đẹp. Mà giá rất là mềm. À, mỗi một phiên kính thì bên dưới video thì em có cái mô tả rất là chi tiết về thông tin thông số kỹ thuật, đấy là cái bài viết bên dưới đấy, về địa chỉ nhà, số điện thoại Zalo, hình thức mua bán nào và giờ giấc thế nào, mọi cái là rõ ràng, mọi cái là chi tiết đấy. Em xin thông 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 báo lại nhé, giá là 6 triệu 700 nghìn, hay còn gọi là 6.700k cho một cây amo cầu to cầu béo này. Và các bác mua cái kính này về thì có một số bác là có vấn đề là và thắc mắc là anh muốn lấy một cái giọng rất là đẹp để làm mắt cận thị hay lão thị sau này về già. Ok, thì đó đây chính là cái giọng này đấy, thì bác bỏ cái mắt màu trà hai màu đi và mình thay vào một cái mắt, đó là mắt cận thị, lão thị, viễn thị, do cái mắt, cái mắt của bác ấy là mắt gì. Thì một số bác là chưa biết, nó lúc chưa biết là mắt mình là như thế nào, bởi vì là có người thì lão thị nhưng lại cứ tưởng là cận thị đấy. Đấy là mình phải có cái kiến thức một chút, có thể mình chưa biết thì mình có thể đi ra viện mắt hoặc phòng khám, hoặc là người ta sẽ đo cho người ta biết được là cái chỉ số mắt bao nhiêu, và mình cắt cái mắt đúng theo cái chỉ số mà cái bác sĩ chỉ định, thì nó sẽ đảm bảo đôi mắt của mình, vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà đó.
giá là 6 triệu 700 nghìn nhé. Armoire bọc vàng của Pháp, sản xuất thập niên 1950, còn rất là mới nhé. Duy nhất là một cái chuôi thì nó hơi cũ thôi, thì còn lại tất cả thứ nó đều rất là mới và rất là đẹp. Đấy, phiên kính của ngày hôm nay là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở phiên sau.